Và rất cảm ơn anh Stress đã gửi 200 sao cho game thủ Hoàng Văn Nhi. Xin thay mặt game thủ Hoàng Văn Nhi cảm ơn ấy, anh em. Một lần nữa xin nhắc lại là cái mic của tôi đang bị hỏng chân nhá anh em nhá. Vừa thay mic thì không được. Hỏng chân bên phía cây đấy. Bên kia quân gì bách nhỉ? Đống nhau à Maxi? Có lẽ là tôi phải ghi bình luận là hỏng hỏng chân mic ở đây, khổ quá. Anh em ơi đánh 3C random và 3C AC. Đây là C cuối cùng trong thể loại random rồi. Khổ quá anh em không hiểu vấn đề, đổi máy bây giờ đổi kiểu gì. Máy thi đấu thì nó rất nhiều nhưng máy quay phát thì chỉ có một cái thôi. Nếu như mà đã, nếu mà đánh ở tại địa điểm văn phòng của Hà Nam thì rất nhiều máy để đổi. Nhưng đánh ở địa điểm khác là sân khách ấy thì kỹ thuật viên chúng tôi cũng chỉ mang một máy đi thôi. Có mỗi một ông bình luận kiêm kỹ thuật. Vâng, đi xe máy đi làm kèo thì chở được một cái cây quay phát thôi. Ngày xưa thì có cái kiểu ấy là dùng chính cây của quán net luôn, cái thời mà đang còn quán net và điện thì đấu chung. Nhưng mà cấu hình của máy chơi game thì chúng ta đã biết rồi, nó không được khỏe và không đủ để có thể truyền tải tới anh em chất lượng video và đường truyền ổn định. Cho nên đấy là lý do mà bây giờ cây quay phát sẽ là cây khác, cây riêng. Tất cả mọi thứ đều được phải cài đặt trước. Ở đấy anh em chỉ việc cắm máy vào và làm việc thôi. Bây giờ đổi máy ở đâu? Hy vọng là đã đỡ rẻ hơn một chút rồi. Mong anh em thông cảm một chút xíu. Chúng ta cùng cố gắng khắc phục và cùng nhau thưởng thức kèo đấu này một cách vâng thoải mái và vui vẻ nhất. Quân là giống nhau anh em nhé. Max C. Trận đấu bản lề sẽ đấu cuối cùng của thể loại random. Tôi sẽ chỉnh sửa luôn cái tỷ số ở phía trên cho anh em đỡ thắc mắc là chúng ta sẽ để random. Random 2.C1 sai C3, xóa cái C4 đi. Ok anh em. Nhắc lại một lần nữa là đánh hai thể loại random và AC. Mỗi thể loại là 3C, tổng 6C và chúng ta sẽ giành chiến thắng với tỷ số là 4-2 về C. 4-2 tổng các C. Mọi thứ đã được cài đặt và setup sẵn rồi. Anh em hãy tin tôi đi. 4-2 về C. Hết rẻ rồi anh em à? Hết rẻ rồi à? Ok. Đấy nó cứ phải thế. Dân Maxi Cowboy chúng ta thấy bóng dân rộng và thoải mái đi, không quay đầu nổi. Kích đời với 25 dân của Maxi. Kích đời lại đi anh ơi, 8 tròn. Sẽ cầu con voi bằng con nông dân này. Con nông dân này vẫn chịu được 2 hit thì vào. Vẫn chịu được 2 hit. Vâng, chúc anh em có một ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nhá. Chúc anh em có một dịp Giáng sinh thật là hạnh phúc. Hình như là ngày tối mai đúng không anh em nhỉ? Tối mai là tối đi chơi Giáng sinh đúng không? Tối ngày 24. Tôi cũng không theo đạo thiên chúa nên tôi cũng không rảnh lắm. Và không bị hit nào. Tuyệt vời. Một con voi câu ở vầng Tây Vực. Chính xác là ở Nam Cực về với Bắc Cực để ăn. BL và BM đóng ở đâu?
Như vậy là BM đóng cạnh giữa hai cánh rừng, khe giữa hai cánh rừng. Bãi vàng dường như đã kín rồi, không đóng được. À không 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 không, vẫn đóng được, vẫn đóng được. Tôi đã định nói là không đóng được để tránh chọc xuyên trong tình huống vừa rồi, nhưng vậy Bách đóng rộng hẳn ra. Habidakis 25 dân. Đây rồi, dân của Yugi đang đi đâu đây? Yugi đang đi đâu? Chưa có công. Vâng, và Yugi mạnh dạn đập luôn. Nào, rồi, công giáp đã đầy đủ dành cho game thủ Hoàng Mai Nhi. Bốn dân này sẽ nằm xuống, không thoát được. Chắc chắn là như vậy. Đã ra được bốn cái ruộng xung quanh nhà chính. Có thủ y hay không? Gỗ không nhiều. Vâng, dạo gần đây thì anh em có còn nghe nói đến cái hội Đức Thánh Chúa Trời không? Và nó nổ rầm rộ một thời gian cách đây tầm khoảng 4-5 tháng. Bây giờ thì đỡ hơn rồi. Tôi nghĩ là nó vẫn tồn tại rồi, không có thể xóa sổ được. Quan trọng là nó không nổi như đợt trước nữa. Sẽ phải ra y. Cái bài mà hai Maxe solo nào chắc chắn phải ra y rồi. Không biết rằng bên kia thì game thủ Yugi đánh cái thế bài như thế nào. Maxe có cái bài, à như vậy là cũng có y đây này. Maxe là có cái bài đấy là, ui giời, con sư tử khốn nạn này. Cắn đúng con ngựa giò của mình đang hết máu. Thực sự khốn nạn. 1L 1Y. Tiếp tục L2 không? Đấy, tiếp tục Y2 không? Có Y và game thủ Yugi đang muốn công lên. Gỗ nhiều lắm. Tôi muốn 2Y đều bài này. Không vào được. Không, ra ruộng. Thay vì 2Y đều, nâng giáp chưa? Không biết là Y đã có giáp chưa? Tôi nghĩ là chưa. Cái móng gỗ 75 kia không biết là có ken được không, tại cái bãi gỗ mới có ken được không. Làm một cái bét mới đèn gỗ mắc binh hơn. Y chưa giáp. Vâng, 75 thực thôi, không nhiều. Nhưng mà khi mà Y lên được giáp thì sẽ siêu khỏe, là những con Y chưa đủ thực để nâng cấp chặt gỗ. Vâng, nâng cấp luôn chặt gỗ. Bị công vào, khoanh ruộng. Và sẽ có vẻ có lẽ là lên sửa luôn cái ruộng đấy đi. Vâng, Bách đánh rất chuẩn chỉ và rất cẩn thận. Sửa luôn ruộng, chuyển A bài này. Thay vì đánh châu Y thì chuyển A. Bác sẽ là một trong loại quân có cái bài là Y kẹp A là rất bá. Y kẹp A rất bá. Nhưng đây là thế hai Max Xê solo nhau. Tôi nghĩ rằng bên kia thì người ta cũng đã chuyển A rồi. Tôi nghĩ là bên kia người ta cũng chuyển A. Không nên dập tất cả Y sang bài đoạn này vì mặt vâng đến một hai con lại hợp lý. Thế solo phát triển. Chỗ đấy mà chốt được cái BC thì là ổn nhất. Chỗ mà đang bị công vào. Bây giờ thì Bách đang tách một hai con ngựa chém đi để có thể quản nhà của đối phương. Yugi đang bo một cái hốc khá nhỏ trên hướng 12 giờ. Và Bách cũng vậy thôi. Rất nhiều Y đến từ màu 1 Yugi đang được giải ra xung quanh nhà của Yugi. Đây rồi, một hai cái ruộng ngoài. Một hai cái ruộng ngoài là mục tiêu của game thủ Hoàng Mai Nhi. Cung A đang trong quá trình nâng cung A hai áo chưa? Nâng luôn. Vâng, nâng cung A hai áo và sóc đều những nhà BA của mình ra. Đang thiếu một chút gỗ. Bài này tôi muốn sóc tầm gần khoảng 6A. 6A, 1Y.
đóng nhà BA thứ tư. Và như vậy là hoàn thiện được 2/3 mục tiêu đề ra rồi. Đã là 4 y. À 4 à. 6 à là đẹp. Bách vừa sóc đều những nhà quân và vẫn vừa nở những nhà chính ra. Bò luôn một lớp E ngoài phía ruộng ngoài để tránh tình trạng chém ruộng. Vâng, nhớ đảo cho quân của mình. Nâng giáp cho y. Vâng, anh em comment ở trên khung chat có vẻ hơi ít nhờ. Anh em chúng ta có thể comment mạnh hơn để cho zoom không nhờ. Đôi khi cảm giác có những cái lúc mà như thế này tôi cảm giác tôi đang ngồi một mình vậy. Cô đơn và lạc lõng cả với thế giới. Đây rồi, y đang tràn lên đến từ một sửa không. Tạm thời mất máy vàng. Đây là y kẹp và cung A ở phía dưới bị công vào. Y ở vương chắc chắn có giáp rồi. Bạn đánh châu y. Bên mình là y kẹp cung A. Có đẩy luôn không? Tôi nghĩ đẩy luôn hợp lý. Ba cái dụng cháy mà coi như nó em ngoài nữa anh ạ. Nhiều thôi chắc. Đủ lực để mà chóc thêm A đấy, đóng thêm A đấy. Vẫn đang đánh tiến thủ. Vẫn đang đánh trong tiến thủ. Bây giờ thì đẩy dân gian vàng lại thì mất dân vàng rồi. Nâng giáp cho y. 75 thực thôi, không quá nhiều. Nhưng thực sự rằng có một cái cộng thêm 2 giáp nó sẽ rất khỏe. Tôi sẽ cố gắng để ý bản đồ con để tránh những tình trạng chém của game thủ Yugi quay lại với vị trí ruộng của game thủ Hoàng Mai Nhi. Đấy, tôi vừa nhắc xong thì quay lại luôn. Rồi, những tình huống thủ đang rất khéo. Y của game thủ Yugi tiếp tục đẩy lên. Và bo vàng vào không. BC chưa đóng. Tôi nghĩ rằng cũng không cần phải đóng BC bài này. Rằng Yugi có chuyển cung hay không? Yugi có chuyển cung không? Vâng, timeline bên mình đang đi là 6-4. Điều khéo vào. Như thế nào? Vâng, Y Max C chiến đồng 3 gặp ngay cung A của Max C. Tầm xa vẫn là 7-1 thôi Bách nhá. Cố gắng lên tầm xa 2. Đủ lực nâng tầm xa. Nâng tầm xa. Bách có nâng không? ABM ở đâu rồi? Không thì đã, điều tuần này đã, hạt điều đã. Để Y áp sát vào. Y áp sát vào cực kỳ nguy hiểm. Vâng, Y sẽ làm nhiệm vụ trải cản mặt. Còn cung A sẽ bắn thôi. Tuần này ăn tươi luôn, kẹp K. Max C lại K siêu rẻ. Rẻ bằng một nửa K bình thường. Vâng, Z out. Tỷ số là 2-1 trong trận đấu này.